Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh Viva Nguyễn TV. Hôm nay mình sẽ vào bếp để xem với cả nhà cái món cơm chiên nha. Mà bây giờ mình chiên đang cơm chiên đây, mình chiên bằng thịt gà phi lê nha. Đó, mình tại vì mình ở bên đây thì mình hay có mình đi làm hãng thì mình có hay có tổ chức tiệc ở cả nhà cuối năm đồ hay là nhân dịp Giáng sinh gì đó. Thì mình cũng làm món cơm chiên mà mình chiên theo kiểu để cho mấy người mà người nước ngoài người ta, người Mỹ người ta ăn cho nó dễ nữa. Nếu mình chiên theo kiểu mà châu Á thì có nhiều người ta ăn không có được ha. Nên mình chiên theo kiểu Mỹ nha. Mình có đây cái miếng phi lê gà ha. Với lại đây mình chiên bằng, mình không có chiên lạp xưởng mà mình chiên bằng xáo xịt ha. Đây thì mình có một cây nè, nhưng mà chút nữa mình cũng đã chuẩn bị sẵn khúc nè. Mình đã chiên rồi nè. Còn một khúc ha. Bây giờ gà thì mình sắt nha cả nhà. Mình có thể sắt hột lựu hoặc sắt miếng cũng được, nhưng mà ở đây mình sắt miếng nha. Để mình sắt rồi mình tách cái phần này, mở ra bớt. Nó sơ thay vì gà này là mình trần sơ qua, nhưng mà nó dễ chín. Nó dễ chín nên mình không có cần phải trần cả nhà. Mình để đây rồi mình ướp sơ nó đi, rồi mình bỏ lên chảo mình xào ha. Mình chỉ cần mình bỏ lên chảo mình xào, mình bỏ cái nước mỡ đó, cái nước xào nó ra rồi thôi. Mình bỏ cái phần mỡ đó. Hôm nay thời tiết nó hơi kỳ cả nhà. Gần tới Giáng sinh rồi mà nó không có tuyết gì hết trơn á. Nó lạnh nhưng mà trời nó vẫn có ánh nắng ha. Gió nữa, mình mới qua mấy đây mình mới bị bão nè. Cái đó bão anh ha, bão gió không? Nó gió no. Với lại nó bị nó bị lốc xoáy á cả nhà. Xong rồi gió cát mịt mù luôn mà. Thường thường ở bên khu vực mình ở thì cái phần mà lốc xoáy thường thường nó còn khoảng đến tháng 6. Mà không biết sao năm nay nó lại tháng 12 mà nó cũng bị nữa. Mình ướp sơ nó ha. Mình cho vô đây nửa muỗng canh đường ha cả nhà ha. Một ba muỗng cà phê muối ha. Một ba muỗng cà phê tiêu. Như vậy muỗng cà phê dầu hào ha. Giờ mình ớt mình để đây. Để cho nó thấm chút xíu ở nhà rồi mình sắc tới cái phần xáo xịt. Phần cơm thì mình chuẩn bị sẵn tô cơm rồi nha. Cơm thì cả nhà có thể nấu cơm trắng hoặc cái cơm mà mình có thể nêm sơ cái gia vị vô đó rồi cho nó vừa ăn á. Rồi mình nấu lên nó chín. Cơm chiên á thì mình lựa cái loại hột gạo, cơm loại mà gạo khô cả nhà. Nấu đó, cơm nó dễ ngon, nó ngon hơn. Còn nếu mình cơm gạo mà nó nhão quá, nấu chút chiên là nó đổ lông, với lại hộp cơm nó nhừ nhừ, nó không có ngon. Quán cơm chiên này thì mình đi ăn buffet Mỹ, nó cũng hay có anh ha. Nó chiên theo kiểu này nè, mình thấy mình về bắt trước mình làm. Đó, bây giờ mình để gà đây nha. Còn cái phần xáo xịt này nè, mình có thể sắc khoanh hoặc là mình sắc khoanh rồi mình sắc làm đôi cũng được nữa cả nhà, tùy theo mình để về cũng được không sao hết á. Mà cái xáo xịt này á, mình có thể mình sắc ngang miệng, mua bên phía ngoài nó có cái lớp da của mình giống y như cái lạp xưởng á. Thì thường thường á mình á thì mình người ta để luôn, nhưng mà mình không có thích vậy mình lột ra cả nhà, mình để cũng không sao nha. Này tại vì mình muốn sắc khoanh để cho nó nhiều hình dạng, nó đẹp. Vậy thì nó hơi lớn anh ha. Cơm viên châu của mình, lạp xưởng của mình thì sắc mình sắc nhỏ nhỏ.
Rồi mình chuẩn bị sẵn cái phần mà rau củ rồi và trong tủ đông đó nha. Chút mình lấy ra 3 trứng gà. Bây giờ mình để lên nha. Xong rồi mình chuẩn bị qua mình bắt cái chảo ra mình xào cơm ha. Đó. Rồi mình để trứng gà ra nha. Rồi bây giờ mình bắt cái chảo nóng lên nha cả nhà, mình xào gà trước nha. Cho vô đây miếng dầu. Có miếng của hành trắng cả nhà, mình sắc nhỏ hột lựu nè. Bỏ vô mình xào cho nó thơm ha. Bỏ hột củ hành vừa thơm là được rồi. Thơm hả anh? Giờ mình bỏ vô mình xào. Mình xào cho nó chín, nó vừa chín là được rồi đó nè. Nhưng mà gà này nó lẹ chín. Chín xong cái mình bỏ cái phần xá thịt vô mình xào chung đó. Xong mình chỉ vớt ra mình bỏ cái nước chứ mình không có lấy cái nước nha. Chứ mình để vô ra mình chiên cơm ha. Gà này mình cũng có thể cắt nhỏ nha cả nhà, mà tại vì mình không có muốn cắt nhỏ nha. Ở tiệm làm thì nó cũng cắt bự vậy nè, cắt lớn vậy nè, chắc lớn mới thấy được minh thịt. Mình tại vì mình quen mắt với lại cơm chiên của châu Dương Châu của châu Á mình rồi, nên cái gì mình cũng hay sắc hột lựu ha. Mình thích sắc hột lựu hơn, nhưng mà cái món này là gà là phải sắc vàng nè. Xào với lại cái lửa lớn cái nhà, mình cho cái gà của mình nó chín lẹ mà nó y như là mình chiên áp chảo vậy đó, nó chín lẹ nó ngon nữa, nó không có chảy nước. Đảo sơn rồi nó vừa chín rồi nó bắt đầu cái mình bỏ có thịt vô ha, mình chia mình chờ mình trộn sơn với có thịt đó thì cái phần này nó cũng đồ ăn này là đa số cái đồ ăn nó chín chín sẵn. Giờ mở cái thịt ra. Mình để miếng xá thịt bự trong xã mình hỏi sao mình không chẻ rất nhỏ nhỏ, mình chẻ con xót mà cả nhà, mình chẻ đôi à. Xá thịt này đó của chị đó làm có chồng làm hỏng xá thịt này nè, lâu hay đem xuống cho ở nhà cả nhà, chứ mình cũng không có mua. Tại vì cái món này là cái món ăn Mỹ mà mình không có mua cái món này ha anh ha. Nhưng mà cái món này khi mình luộc mình lột cái da nó ra cả nhà. Thì khi mình chiên lên nó hơi dăng á, mình phải lột cái da nó ra rồi cái mình chiên lên, rồi mình bỏ miếng chút xíu đường với nước tương á, ăn nó cũng ngon, nó ăn như lạp xưởng của mình vậy đó. Ngon lắm. Hai đem xào nữa, thường thường thì mình thấy
Mỹ thì nó hay xào với lại bông cải anh ha. Bông cải. Bông cải. Đó, bây giờ nó chín rồi cả nhà ha. Rồi. Mình để đây, mình đang mình chắc cái nước ra nha. Mình không có sử dụng cái nước không. Đó này, mình bắt cái chảo khác lên mà mình chiên cơm nha cả nhà. Nó chín cái mình rút cái phần mà ba cái rau củ rồi đông lạnh ở cả nhà mình bỏ vô mình trộn sơ, tại vì mình không có xài nước nha nên chút mình vớt ra thôi ha. Bên đây thì mình bắt cái chảo sẵn rồi cho nó nóng nè. Giờ mình cho dầu vô nè nha. Phải nhìn lại coi nó nóng thiệt không, nhiều khi cũng quên bỏ cái chảo lên chứ nhiều khi cũng quên mất lửa đó cả nhà. Mình cho hành lại nha. Chân ra đây nửa muỗng canh đường nha. Nửa muỗng cà phê muối nha. Ăn nó chậm nha. Rồi mình cho ra đây chút xíu nước tương. Cơm Mỹ thì nó không có bỏ nước tương nhưng mà tại vì mình bỏ nha các nhà. Đem nó qua bên cả nhà đi kia mình bỏ trứng vô, mình cho miếng dầu mình bỏ trứng vô. Thả nó con mình chiên trứng riêng cả nhà. Chiên trắng nó vừa chín cái này. Không phải mình bắt cái chảo khác, nếu mà chảo mình nhỏ ở nhà mình làm cũng được, nhưng mà tự nhiên cái chảo này lớn nha. Làm Mỹ thì nó sử dụng cái màu vàng nha, cơm cũng có màu vàng, đa số của mình thì mình sử dụng màu đều nha cả nhà. Mình cho vô đây miếng màu đều cho nó đẹp ha. Miếng xanh màu đều, to muỗng cà phê màu đều. Đơn giản thôi à ha. Em bớt lửa này. Chảo này mà nó mà nóng thì nó nóng ghê lắm. Bây giờ để mình vớt cái thịt ra nha cả nhà, để mình trộn chung nha ha. Thơm ha anh ha. Mình làm gì nhà cả nhà, trứng của mình khỏi mất công mình sắt ra mà nó ngon, nó quyện với cái hộp cơm ăn nó ngon. Để mình bỏ thêm đồ bổ vô sắt xanh này.
xào vậy nó có chút xíu nước à, thấy không? Nó không có nước nhiều. Bây giờ mình cho tiêu vô nha. Và bây giờ xong rồi cả nhà, để mình bỏ tiêu vô ha. Cho nó thơm thôi. Rồi mình lấy dĩa mình múc ra nha. Để cái lò nó nóng. Ngon không anh? Ngon. Lấy cái này cho nó dễ nè. Ngon thiệt luôn. Đủ màu sắc. Cơm này ăn ngon mà lạ nữa cả nhà. Rồi giờ cái món cơm chiên gà của Vivan Nguyễn TV đã hoàn thành rồi đó nha cả nhà. Cả nhà nhìn thấy ngon không? Ngon. Đó. Với cách làm rất là đơn giản ha. Mình thực hiện cũng nhanh nữa mà món ăn vừa ngon vừa lạ nữa nha cả nhà. 15 phút. Đó. Cuối cùng mình chúc cả nhà một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Mong cả nhà hãy vào video clip của VBN Nguyễn TV để cùng like, cùng share và cùng chia sẻ với mọi người. Nhớ đăng ký giúp mình nha cả nhà. Chân thành cảm ơn nhiều. Thân ái và chào tạm biệt.